Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã có buổi làm việc với ông Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản là quan hệ đối tác vô cùng quan trọng. Nhật Bản là đối tác lớn của Việt Nam và là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Chia sẻ tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết, sắp tới Bộ Tài chính sẽ có đoàn làm việc tại Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp của Nhật Bản, đồng thời sẽ có cuộc gặp với các bộ cơ quan của Nhật Bản. Bộ trưởng kỳ vọng thông qua sự kiện này, các ngân hàng, doanh nghiệp và quỹ tài chính hai nước sẽ có sự kết nối nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, dòng vốn của Nhật Bản sang Việt Nam. Bộ Tài chính đề nghị trao đổi, thỏa thuận với phía Nhật Bản về phương thức triển khai chương trình ODA thế hệ mới, nhất là trong các lĩnh vực chủ chốt như giao thông và cơ sở hạ tầng, môi trường ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, nông nghiệp nông thôn và y tế. Đối với JICA, bộ trưởng đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng với phía Việt Nam trong việc thúc đẩy triển khai các dự án nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Hồi đáp, ông Yamada Takio nhận định rằng những hoạt động này sẽ là cơ hội để hai nước giao lưu trao đổi, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản Việt Nam nói chung và quan hệ hợp tác kinh tế tài chính nói riêng.